Bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke ISIS đã bị tuyên phạt 10 năm tù với cáo buộc gây thảm họa khôn lường khi gây cháy căn nhà 7 tầng ở phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, khiến cho 3 cảnh sát cứu hỏa hy sinh vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Bản án được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào chiều nay sau một ngày xét xử bị cáo Hùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây thảm họa khôn lường. Hùng bị đánh giá có nhân thân xấu do từng hai lần bị phạt hành chính vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước và chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hùng nhận lỗi và không bào chữa, chỉ gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 cảnh sát đã hy sinh. Vào chiều ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ làm giả các loại giấy tờ bằng cấp do Nguyễn Trọng Dương, Trần Đức Toàn, Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thanh Phong chủ mưu. Đây là vụ án làm giả con dấu giấy tờ với quy mô hàng chục nghìn giấy tờ giả các loại bán khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tòa án Nhân dân TP.HCM xác định các đối tượng làm giả con dấu giấy tờ của cơ quan tổ chức nhà nước đã hoạt động trong thời gian dài với quy mô tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trọng Dương, Trần Đức Toàn mỗi bị cáo 5 năm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Hai bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Nguyễn Thanh Phong bị tuyên phạt 6 năm, 6 tháng tù. Mỗi bị cáo phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng. 14 đối tượng khác đã bị xử phạt từ 6 tháng đến 2 năm tù về hành vi liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can gồm Đào Văn Tuyến, Đào Xuân Hạnh, Đào Văn Sĩ, Lương Công Đậu, Đào Văn Doan và Bùi Văn Quynh đều là cán bộ và nguyên cán bộ xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Điều tra ban đầu xác định từ năm 2013 đến năm 2014, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổ chức họp bàn thực hiện việc thu tiền trái quy định của 12 hộ dân tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ khi thực hiện việc dồn thừa đổi ruộng với tổng số tiền trên 230 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật. Một đối tượng chuyên cho vay lãi nặng vừa bị Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An bắt giữ. Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Lan Phương, chú xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, đã cho họ vay với tiền lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng 1 triệu một ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không kịp trả, đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa nhằm gây sức ép buộc người vay phải trả tiền theo thỏa thuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ xác định Phương đã cho nhiều người dân vay tổng số tiền gần 700 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 80 triệu đồng. Báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai, nạn nhân bị mất tích do bị trượt chân xuống suối là chị Hoàng Thị Thương, chú thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Vào sáng ngày 7 tháng 8, ngay khi nhận được thông tin chị Hoàng Thị Thương bị trượt chân xuống suối Pèng mất tích, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Do mưa lớn, lượng nước tăng đột biến, địa hình khu vực suối hiểm trở đã gây ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày qua đã có ít nhất 7 người tử vong do mưa lũ tại Lai Châu, Yên Bái và Sơn La. Ngoài ra, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng hoặc bị cuốn trôi. Lai Châu là địa phương đang có thiệt hại lớn nhất về người, đã có 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Mưa lũ cũng làm sạt lở, hư hỏng 4 công trình thủy lợi tại huyện Than Uyên cùng một số trường mầm non. Theo thống kê, mưa lũ ở Sơn La đã khiến một người ở bản Nà Lách, xã Trường Lao tử vong do bị lũ cuốn trôi. 109 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 8 nhà ở xã Trường Hoa, Trường Lao bị sập đổ hoàn toàn. Nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp. Còn tại Yên Bái, hai cháu nhỏ từ 1 đến 2 tuổi trú ở huyện Mù Cang Chải bị đá lăn vào nhà gây tử vong. Mưa lũ cũng gây thiệt hại 35 ngôi nhà. Do mưa quá lớn, lượng đất đá sạt lở đã tràn lấp toàn bộ đường vào hai xã Hồ Bốn, Khao Mang của huyện Mù Cang Chải. Mưa lũ đã làm hư hỏng nặng một số đoạn đường trên quốc lộ 32. Từ chiều qua, huyện Mù Cang Chải đã huy động lực lượng để sửa chữa. Có đến gần 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100 mét. Đến nay, đã có 7 máy xúc được đưa đến điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ 4 để dọn dẹp đất đá, dự kiến thông tuyến trong 3 ngày tới. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và Trung Du Bắc Bộ.
Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, các gia đình có người bị nạn do mưa lũ, chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân vùng bị thiên tai. Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do lũ quét sạt lở đất. Tiếp tục tổ chức rà soát, di rời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, lũ quét. Tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo khó khăn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất ngay sau lũ. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ, Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Những ngày qua trên địa bàn xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa lớn cục bộ, dẫn đến tình trạng sạt lở, đất đá trôi, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ ở một số tuyến đường quan trọng. Ngay trong đêm khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã Y Tý đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng ban chỉ huy phòng chống bão lũ của xã và người dân nhanh chóng phong tỏa những đoạn đường có tình trạng và nguy cơ sạt lở, đồng thời cảnh báo cho bà con qua hệ thống loa truyền thanh ở các thôn bản. Từ km 37+900 đến km 38+300 thuộc tỉnh lộ 158, do lượng nước đổ về khe nước mò Phú Chải lớn, cống thoát nước nằm ngang không đảm bảo thoát nước, đồng thời khối lượng bùn đất đá bị sạt lở lấp kín rãnh thoát nước dọc, dẫn đến lượng nước kèm theo đất đá tràn ra mặt đường, khiến giao thông đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Tại thôn Lao Chải, một nhà dân bị bùn đất tràn vào nhà, lực lượng công an xã phối hợp với ban chỉ huy phòng chống bão lũ của xã và người dân đã nhanh chóng giúp đỡ gia đình anh Ly Dư Lý di rời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra. Hiện các địa điểm bị sạt lở đã được lực lượng chức năng khắc phục, giao thông được đảm bảo. Dự báo đêm nay và sáng mai, ngày 8 tháng 8, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đạt ngưỡng mạnh nhất. Theo đó, chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân chú ý an toàn khi di chuyển và khẩn cấp di rời đến những nơi an toàn khi thấy tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Thưa quý vị, những ngày qua ở khu vực Tây Nguyên xuất hiện các đợt mưa rất lớn kéo dài. Điều này đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông xảy ra nhiều vị trí sạt lở, nứt lún nguy hiểm, khiến người dân vô cùng bất an. Điểm hư hỏng trên tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Một nửa làn đường bị lún nứt cục bộ từ 10 đến 15cm với chiều dài khoảng 25m. Ngoài ra, dọc tuyến đường này còn có hiện tượng phần ta luy dương đã bị sạt lở, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thì hôm nay là do trời mưa gió lâu ngày và mưa nhiều, cho nên đoạn này là sinh lũ nó chảy ra nhiều. Đường làm nó không an toàn, thấy làm nó dưới đường cái đôi dưới đá đâu có gì dưới đâu mà. Mưa là một phần rồi nhưng mà đường này đâu ảnh hưởng đến mưa đâu. Cả này nó hứa trước mưa mà. Đường này thì nó còn nứt nhiều, đầu kia nó cũng nứt đâu kìa. Rất là bất an luôn. Lỡ không may đêm mà tài xế nó đi nó không để ý thôi, một chiếc xe ca nó lao đó thì biết bao nhiêu mạng người nằm trên xe ca. Mà nói vậy làm sao thắng được? Chất lượng công trình kém. Nghĩ sao đường mới làm, thậm chí bây giờ chưa bàn giao, vá lên vá xuống liên tục. Còn đây là tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Những vết nứt được ghi nhận từ 2 hôm trước hiện đã nứt to, rộng và sâu hơn. Có vết rộng khoảng 40cm, sâu gần 1m, tạo thành điểm sụt lún rất nguy hiểm. Các xe tải nặng rồi các xe khách sẽ di chuyển theo cái đường tránh đô thị Gia Nghĩa để giảm tải cho cái khu vực xảy ra hiện tượng sụt lún. Còn các cái xe mà xuất bến từ Gia Nghĩa thì là sẽ đi vào trong cái khu vực nội thị nhưng mà cũng không được đi qua đoạn tuyến này. Sau đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đắk Lắk, Đắk Nông bị sạt lở hoặc sụt lún nghiêm trọng. Mặc dù đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa, nhưng với dự báo thời tiết thất thường, mưa lớn vẫn diễn ra, thì tuyến đường này vẫn là nỗi bất an với người dân qua lại mỗi ngày.
liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo đất đường số 8 thuộc tỉnh Bô Lê Khăm Say của Lào, khiến nhiều phương tiện và các tài xế hành khách bị mắc kẹt. Đến tối ngày 5 tháng 8, toàn bộ 45 người Việt bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ của quân đội Lào giải cứu, đưa ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu có tất cả 45 người Việt đi trên 22 xe bị mắc kẹt tại đoạn đường từ km 45 đến km 66. Sau khi được cứu nạn, tất cả 45 người hiện đang được chăm sóc và sức khỏe dần hồi phục. Thông tin từ đội cứu hộ cho biết hiện có một xe tải bị vùi cùng lái xe, tuy nhiên chưa rõ đó là lái xe người Lào hay người Việt. Toàn bộ các xe khách chạy từ Lào sang Việt Nam bị mắc kẹt hiện đã quay đầu và chuyển sang đi cửa khẩu Cha Lo để về Việt Nam. Còn tại Tây Ninh, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân kết hợp kinh doanh quần áo tại số 379 O2, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, khiến một người tử vong và hai người bị thương. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện shop quần áo trên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gò Dầu, công an thị xã Trảng Bàng, công an tỉnh Tây Ninh điều hơn 10 xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy sau đó. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu do gia đình cung cấp là khoảng hơn 10 tỷ đồng. Vụ cháy khiến một người tử vong, ngoài ra hai người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ cháy được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ. Phạm Duy Hùng là chủ quán karaoke ISIS đã bị phạt 10 năm tù với cáo buộc gây thảm họa khôn lường khi gây cháy căn nhà 7 tầng ở phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến 3 cảnh sát cứu hỏa hy sinh vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Bản án được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào chiều ngày hôm nay sau một ngày xét xử bị cáo Hùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây thảm họa khôn lường. Hùng bị đánh giá có thân nhân xấu do từng hai lần bị phạt hành chính vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước và chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hùng đã nhận tội và không bào chữa, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 cảnh sát hy sinh. Ngoài án tù, bị cáo phải bồi thường cho gia đình mỗi bị hại 230 triệu đồng, phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ Đặng Anh Quân 2 triệu đồng một tháng và hai con của Anh Quân 2 triệu đồng một tháng đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Với hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng Nguyễn Thành Phát sinh năm 1989, trú tại ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam. Kết quả điều tra ban đầu xác định do có mâu thuẫn với một số thanh niên ở địa phương, Phát liên hệ với một đối tượng trên địa bàn huyện Châu Thành mua một khẩu súng và 22 viên đạn với giá 3,5 triệu đồng để phòng thân. Sau đó, Phát mang súng đi bắn thử rồi đem về nhà cất giấu. Qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà Phát thì phát hiện bắt quả tang Phát cất giấu một khẩu súng ngắn ổ quay và 22 viên đạn, hai cây dao tự chế, một cây dao xếp và một gậy ba khúc. Hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định. Ra bản án trái quy định của pháp luật, thẩm phán có hành vi tiếp xúc bị can tại nhà riêng, đó là một số vi phạm trong hoạt động tố tụng diễn ra vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng. Để ngăn chặn những vi phạm này, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có những kiến nghị để cơ quan chủ quản kiểm điểm xử lý trách nhiệm những cá nhân có hành vi vi phạm, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trong quá trình tố tụng và hoạt động tư pháp. Ngôi nhà số 7 đường Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt. Đây là tài sản có liên quan tới một vụ án hình sự. Vụ án kéo dài khoảng 10 năm và đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành theo quy định của pháp luật. Tòa Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra bản án kinh doanh thương mại. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra bản án dân sự sơ thẩm trái quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Tố tụng hình sự. Vụ việc đã kéo dài trong thời gian dài, gây nhiều thiệt hại cho các bên liên quan. Vụ án kéo dài tới 13 năm nên là gia đình thấy đến giờ này là khả năng là vẫn thấy chưa chốt được. Vẫn kéo dài nên gia đình cũng chỉ mong muốn là kết thúc vụ án, làm rõ cái trách nhiệm của từng người liên quan trong vụ án này thì sai ở chỗ nào và sai đến đâu thì xử lý đến đó theo quy định của pháp luật. Không chỉ một vụ việc trên mà một số vi phạm trong hoạt động tố tụng liên quan đến vụ án xâm phạm chỗ ở xảy ra tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng đã xét xử và tuyên phạt bị cáo
của vụ án 9 tháng tù. Tuy nhiên, kiến nghị số 20 và 21 của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Trọng đã ra lệnh bắt bị can. Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng ra quyết định tạm giam là vi phạm quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bên cạnh đó, một thẩm phán của tòa đã tiếp xúc bị cáo tại nhà riêng. Với những vi phạm này, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử lý các vi phạm và các cá nhân liên quan. Theo cái kiến nghị của Viện Kiểm sát tối cao thì sẽ chỉ đạo sát sao và xử lý sớm đối với cán bộ vi phạm. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đề nghị các cơ quan của tỉnh Lâm Đồng gửi kết quả thực hiện trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên đến nay đã qua nhiều tháng, kết quả thực hiện theo kiến nghị vẫn chưa được công bố. Các cơ quan liên quan cần phải có cái văn bản trả lời, có văn bản kết luận để trả lời những cái kiến nghị của cơ quan điều tra, của Viện Kiểm sát tối cao. Thì trong trường hợp mà nếu như có thời gian thì cũng phải xác định một cái thời gian cụ thể để xác định rằng là có sai phạm hay không để trả lời cho cục điều tra. Tránh cái trường hợp là cái vụ việc kéo dài quá lâu, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật. Và thứ hai nữa là đối với những cán bộ mà họ có những cái kết luận là sai đó, cái tâm lý của họ nó sẽ bị ảnh hưởng. Thực tế thì đã có những cái bất cập cụ thể thì chúng tôi đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, đề nghị xử lý một cách nó rốt ráo và bảo đảm đúng tinh thần của pháp luật quy định. Còn theo thông tin tìm hiểu của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân, mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chánh án, trong đó có một số cá nhân bị cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.